Wow, ôi ôi, đời em từ bán cho này cô đúng có mẹ. Đầu tiên dã mạn. Sao này hệt thế nhỉ? Wow, nhà một tỷ rồi. Tiếp chưa? Dã mạn quá rồi. Tổ lắm, con này. Ôi lạ lắm các bạn. Này. Ôi trời ơi, anh em gặp thì quái rồi anh em mày. Ôi, này được hai con dã man chưa? Ôi, con này anh em mình dã man tàn bạo chưa? Được. Wow. Ôi trời ơi. Đồ câu lục phương thảo kích sinh, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H-10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Hello, xin chào 500 anh em, quay trở lại với thảo kích sinh nhá. Trời mưa to quá các bác ơi. Này em thấy trời mưa to ấy, đi ra săn hàng anh em ạ. Sấm sét quá. Sấm sét to dã man luôn. Trời này đánh thì dễ nên hàng lắm anh em ạ. Phải đào đồ thật nhanh. Đi câu ấy, thời tiết này cũng hơi khoai, cũng hơi sợ. Nhưng mà đánh cái này thì chung là trời mưa thì nó mới được nhiều cá nên là cũng máu nhiều một phen. Vừa em đi ở nhà xét đánh rầm luôn. Nọ ra đây tâm được cái vị trí, chung là nó để nói là câu ở tương đối là đẹp đấy. Sông rộng. Chết lại móc nhầm phao anh em ạ. Vội quá ấy. Đóng nhầm cả phao vào linh quả nữa ấy. Thế nhỉ? Tay trần run này. Trời này đi câu là hết ý luôn. Ra đồ nhanh nhưng mà muộn. Rồi, ok. Đây cho anh em xem phong cảnh nha. Hôm nọ ra đây tìm một cái bãi ngon quá anh em này. Ủa, xe đánh đấy. Mà xe này câu mới sướng. Cá mới nhiều anh em ạ. Mưa làm tầm nhìn thích quá. Phong cảnh đi câu buổi trời mưa này nào nó mang cho con người ra nhiều cảm giác, nhiều kỷ niệm quá. Đấy, anh em nhìn chưa? Trời mưa nay em đánh mong nó ủ chua không anh em này. Đó, đánh này là xảo ổ luôn coi nhá, xảo ổ đánh cho nó phê, cho nó nhiều. Cái này nó rơi khoảng cân rưỡi đấy. Mồi trong cái này thôi mà nó rất là lặng nha anh em nhé. Cân rưỡi ủ chua đấy, xảo ổ đánh luôn. Đấy, hôm đó có bác, các bác bảo là khi đi câu mà có cái niềm này mà kéo kiểu rách bèo thì cuốn thứ bóng vào. Hôm nay nhà cuốn bằng tính sắt này anh em này. Có cái bà chia kia thì nó bị mất rồi. Chính xác là mất rồi, về nào chắc phải hàn lại khác các bạn. Chọc lên cái lỗ bèo đó các bạn. Đá tí mưa tăm tăm này câu phê. Câu phê lỗ bảo này phê. Sớm nó chớp lên trên kinh quá. Trong cái lỗ to to các bác nhé. Rồi, ok rồi anh em, được một lỗ to phạc luôn. Hôm nay chung là ở ngoài kia thì nó kiểu nó không có bèo, nó thưa, nó không như ở trong cái kênh ở chỗ em này. Đục lỗ to nó dễ kéo cái lúc này ok luôn. Bây giờ xảo mồi luôn anh em nhé. Rồi bây giờ xảo luôn một ủ chua xuống các bác ạ. Vào đây. Mưa này đánh mới hay. Vào đây. Cần hôm nay thì em vẫn đánh 46T thôi anh em nhé.
đấy, 46T cho nó sướng. Còn thực ra là anh em đánh bánh bằng nục ấy, thì cần cần cứng thì đánh 10H nó sẽ phê, sẽ sướng hơn 46T. Nhưng mà khi để mà cái độ lẩy độ vít thì 46T lại hơn. Đó. Rồi. Và hôm nay em sẽ đánh bằng phao 18 anh em nhé. À, các bác nhớ này, các bác nhớ là những cái cây đây em bảo các bác nhớ là những cái mẫu cần đánh nục ấy thì nó bao giờ bên trong các bác rút ra nó cũng ba khớp, khi anh em rút hết cỡ nhá, hết cỡ nó không ra hết đâu, hết cỡ các bác phải xoáy thế này đấy thì bác sẽ thấy nó nồi ra một hai gen nữa cơ đấy. Như anh em khi đánh nục phải rút hết cỡ ống nào, không là các bác đánh ấy, một là nó sẽ bị công nóng, là nó sẽ bừa ống này hoặc là nó sẽ gãy đoạn này đấy. Nên lục cái lực giật của lục rất là mạnh anh em nhé, khi mình giật phình phát lên mà công nóng chắc chắn là sẽ bừa này hoặc gãy chỗ này. Nó không như là lực anh em mình đánh đài thì mình giật lực rất là nhẹ, lực rất là nhẹ thôi thì sẽ không ảnh hưởng lắm, nhưng mà đánh lục nó khác, các bác phải không rút hết cái cỡ nóng ra là rất hại cần đấy. Rồi giờ thử độ sâu của lưỡi ạ. Để cho lưỡi xuống rò các bác nhé, rò xem độ sâu thế nào. À, ui cao quá nhỉ, ui đáy bẩn lắm, đáy nó bẩn lắm anh em ạ, chưa gì xuống nó móc rễ bèo này. Chưa gì nó móc rễ bèo này. Phải xuống tí nữa. Wow. Cái này nó hơn. Cái này tầm 1m7 đấy anh em ạ. Hạt chặn để cho 1m5 mà còn chưa thấy hình đâu là chết à. Xấu lắm, phải kéo lui lên. Chỗ này dưới đáy nó có nhiều đá lắm các bạn, phải thả một chỗ mà nó cảm giác ok thì mới nhắc lên đấy, đánh như này là ổn đấy. Cho lún xuống tí này, khoảng 1m6 nước thôi các bạn, không đến 1m7 đâu. Đẹp đấy. Cái gì vậy? Ui, cái gì vậy anh em? Ui. Ui em ơi, mè anh em ơi. Ui. Ui các bác ơi, em cứ đang cứ giò lưỡi đính con mè này. Ui mè to, mè to anh em ơi. Úi giời ơi. Đủ bác thấy đánh đục hên không? Đang giò lưỡi. Úi giời ơi. Trời ơi, xin thưa các bác ơi, lần đầu tiên em câu được cá mè đấy. Ui, đang giò lưỡi thì nhấc lên dính luôn một. Trời ơi, nó đổ ra qua cái giống rời vậy anh em ơi. Ui, mè to mè to. Trời, bình tĩnh. 46T, các bác nhìn em bo lỗi luôn. Ui, con này to anh em ơi. Vật, còn chưa ra vật cơ anh em ạ. Chưa rồi, mắc con bèo, em còn chưa ra vật. Đang giò lưỡi thì nhấc lên thấy dính luôn. Chết rồi. Con này làm sao bắt được anh em ơi. Này, phải đợi em tăng cái vật các bác nhé. Các bác ơi, đây là đầu tiên trong đời em câu một cá mè các bác. Từ bé giờ em trước giờ em dính con mè luôn này, mà hiện tại giờ nó đang có một bèo mất rồi, cũng không biết có lên được không. Rồi đây là hơi khó nha, con này chỉ sợ nó giận chắc là cũng không mất được. Nếu mà nó dễ mạnh thì nó sẽ nuôi được cái bèo ra, cái bèo chỉ có một cái đơn thôi. Về quá các bác ơi, tự nhiên nó dính con này, trời ơi, có thấy mù chua bá đạo chưa. Đây đúng là lần đầu tiên nhá, trong cuộc đời em lần đầu tiên em dính được con mè đấy, còn bây giờ cũng biết có lên được hay không. Sông suối ngay con mè. Vào rồi con.
Ui trời ơi, to luôn anh em này. Các bác ơi, hết tiền con này số chết các bác. Em vừa thả thả lưỡi mà em cũng đã bóp mồi vào lưỡi đâu. Các bác thấy em đã bóp mồi mồi nữa đâu đúng không? Em thả không xuống ngay tiền con này xuống thẳng mồm mà. Từ bé giờ đúng từ bé từ ngày em bắt đầu đi câu giờ nay em mới dính một con này. Trần đời có giờ đi câu cá me bao giờ đâu. Ủa con này. Trời ơi con này to thế nhỉ. Trời ơi các bác ơi. Về chưa? Đúng là hay không bằng hên các bạn, con này cho nó phải rơi một bụng trứng luôn này. Sướng nhé các bác nhé. Trời. Đúng là hay không bằng hên anh em ạ. Ôi con này anh em bảo mấy cân, con này nó dưới 5 cân không nhỉ? Em cũng chưa. Không, con này nếu mà 5 cân thì không đến đâu. Con này còn 5 cân không đến, nhưng mà nó con này em nghĩ nó phải hơn 4 cân đấy anh em ạ. Không thể là dưới 4 cân được. Bụng trứng này các bác nhìn là bàn tay. Nói chung là em quay video thì em thấy này, lên video cao bé mà rất là mình nhìn bên ngoài rất là to, lên video nhìn có bé thế không biết. Anh em nhìn này, mình phải đo biết. 20cm này. 40cm, con này dài 60cm anh em nhé. Găng cao của em 20 này. 40, 60. Đè dày của nó phải 20. Đã man chưa? Ủa. Chú này chú gặp anh nhỉ. Bao nhiêu lần em định mua cái cân điện tử về cân luôn cho anh em xem. Bởi vì em nhìn bên ngoài trông thì rất là to luôn. Một khi về quay video chung nó rất bình thường, nhưng phải có cái cân thì mới nó mới chính xác được anh em ạ. Nhưng mà mỗi lần định mua cân thì em lại nghĩ là mua xong lại không dính được cá hay sao. Trời ơi các bạn ơi, con này là một bụng trứng. 2 4 60cm. Wow. Quá là đã luôn. Wow. Ôi giời, đời em từ bán cho này cầu đúng quá mà. Đầu tiên dã man. Xong này hên thế nhỉ. Wow anh em ơi, hiểu này. Khiếp chưa? Dã man các bác ơi. Tỏ lắm con này. Ôi lặng lắm các bác ạ. Đây. Phê quá, cho túi các bác ơi, nó chết mất. À. Khiếp quá. Nó có mẻ, nó tanh thật các bác. Em vừa bề cái mà tanh hết tay sợ thật. Rồi, này bằng cái túi bé ấy. Ôi, hôm nay được một con này là nó ngon lắm này các bác ạ. Không cần con nào nữa, chỉ một con này là quá ok này. Ủa, sáng này cô may mắn thế nhỉ. Đây, nằm như này. Ok. Ủa, đồ có mè phê sướng quá nhỉ. Mỗi tội là mùi nó tanh. Cá mè tanh kinh khủng luôn đấy, tanh hơn cái giống cá kia rất là nhiều. Đúng là trời câu hay không bằng hên anh em, phê thật đấy. Ủa, tành đã mà rửa cái tay các bác mũi này. Phê quá. Tay các bác này em rửa tành đã mà rửa bao lần mà mùi nó vẫn còn tành. Máu cá mẹ là tành thật đấy. Gà cái nhân nhớt của nó ấy, tành đã mà luôn. Mùi kinh tởm luôn. Mà phê nhà mà được còn đấy, phê hay không bằng hên các bác ơi. Công nhận là cái 46T đánh nó sướng thật, nó khỏe thật anh em ạ. Cá cái rồi con mè cái nhấc cái nó bò luôn, không chạy được, chết luôn. Chúng là bò chết luôn. Với cá mè nó cũng yếu. Cái này chung là tuyệt mỹ gia nhân. Ống này nó cứng như là ống thép các bạn. Lần trước em để trên bờ bê tông ấy. Nghe em hôm nay em xéo phát xoăn đi phát mày cũng tưởng nó dập ống mà không dập ống, thép kinh. Mình không biết là bên ấy nó làm bằng cái quá nhiều chất liệu tốt thế không biết. Cứng như thép. Thank you.
đây rồi, đây rồi anh em ơi, đây rồi, đây rồi anh em ơi, vừa anh em ơi, đây rồi, mày vào, chết luôn, chết luôn em vừa anh em ơi, ý giời ơi, này các bác ơi, thấy chưa, đó mấy nữa anh người, dạ, cần 46T của em nhấc khoát chết ngay, này vượt nhỏ các bác nhé, mày đè phao này, đè. À, anh em vượt nhỏ nhưng mà ngon. Ôi, cho chung với con mẹ. Ôi giời, phê quá. Vào đây. Vào hết đây mà anh. Chạy đi đâu. Tuyệt vời các bác ạ. Phê quá. Anh em thấy gần 46 tê xịn không? Nhấc phát lên luôn. Con này nó chỉ có khoảng 8-9 nạng. Tầm mấy này. Ngon. Đấy. Các bác cứ nghe mì đánh lục nó sướng hơn rất là nhiều. Nhiều bác thì bảo là đánh lục thì nó tàn sát này, nó sát thương này kia, thực ra là đánh lục nó sướng lắm bạn. Nhiều anh em chưa vàm thôi vàm bảo mấy ngày, nhất là những anh em đang câu đài. Đang câu đài vào lục cầm sẽ bị nghiện, em khẳng định luôn. Nghiện ở đây có nghĩa là anh em khi đã câu lục rồi nhá, chắc chắn các bác sẽ chán câu đài. Đấy một điều 100% là thế. Ok, xinh tươi đấy. Đây rồi, ui đây rồi anh em ơi, ui ôi, ui ôi mẹ anh em ơi, ui ôi, mẹ cụ anh em ơi, ui mẹ to chưa anh em ơi, ui, hàng khủng, ui này đóng mẹ cụ anh em ơi, wow, ui đóng mồm, vào anh em ơi. Hàng hàng thôi. Rồi, đóng được mèo rồi. Mẹ to. Rồi. Trời ơi. Ôi, con này to chưa? Vào đây. Ui. Vào. Rồi. Ui, trời, máu kìa. Lên anh em ơi. Ui trời ơi, đâu có mè to anh em ơi. Trời ơi, hôm nay cuốn hổ rồi. Thì bao nhiêu con này nó đóng vào mồm nó hỏng bao nhiêu máu nè. Dạ. Ngủ phê. Trời quá anh em ơi, to chưa. Thế nào nó cạnh tầm ác thế. Sợ thật, nhưng mà giống mè thì nó lại không. Nó không thích phê anh em ạ. Nó không thích phê, nhưng mà cái ui ôi to. Khủng bố. Ui ôi. Sướng quá bác ơi. Này. Chính các bác ạ. Dã man quá. Này anh em ơi, phê chưa. Ui trời ơi, anh em gặp thì quái rồi anh em này. Ui này được 2 con, dã man chưa. Ui con này anh em nhìn dã man tàn bạo chưa. Được quá. Ui trời ơi. Phê quá. Ui khiếp cùng tỏm anh em này. Các bác nhìn bàn tay của em này. Sợ trường này đóng 2 con đã man chưa này. Ôi ôi, tao thấy cần khỏe không? Mấy loại cái giống mè này thì nó lại không được khỏe lắm các bạn. Nó không rít được xuống, nhưng mà ôi mà bị đánh trúng luôn quá, phê chưa? À, đã được.
sự sướng quá các bác ạ. Đủ rồi bàn tay. Đấy, con này cũng phải 60 phần ngang con vừa lấy rủ rồi. Phê. Đã quá anh em, cho luôn túi bao nhiêu, phê quá. Trời ơi. Vào đây với chúng tôi. Sướng quá. Kiếp khủng hàng bự. Trời ơi, kiếp khủng hàng bự chưa anh em ơi. Ôi, đã mạn. Con này, hai con này nó kiếp khủng quá anh em, mẻ to thật đấy. Đã đời quá. Anh em nhìn thấy đấy, kinh chưa? Con này về thấy gọi thì ăn bao giờ mới hết. Sướng như các bác ơi. Kiếp khủng. Chưa bao giờ em câu con mẻ to của anh. Dã man anh em. Rồi, bắt đầu trời là hành hành nắng này anh em này. Mây bắt đầu cũng tan dần đấy. Đang đây thì này có một cơn đang kéo đến này. Một trời bắt đầu ở chỗ này nắng này. Đang mày mặc cái áo nắng vào anh em ạ. Trang bị mang cả áo yếc đi mặc đỡ nắng các bác ạ. Ôi trời nắng này khó chịu lắm. Vợ mới sắm cho quả áo này đây. Ở bên trong kia cũng có mấy bác đang ngồi các bác ạ. Kia có mấy bác đang ngồi cầu. Ý. Mình ngồi ngoài này, trời bắt đầu nó cũng tạnh mưa rồi, ráo hết rồi. Đây, mưa to, cây cối. Được. Đây, đây quả dưa anh em, là ngày xưa bọn em đi chăn bò ấy, hay bắt cái quả này ăn. Như các bác nhìn này. Trông nó rất là giống cái quả... dưa hấu ấy, nhưng mà quả này bé tí luôn, nó cũng có vân vân kiểu đấy. Nhưng đây là chỗ em chỗ gọi dưa dại hồi bé toàn cái loại này ở đây. Ui nhiều, ui nóng quả rồi anh em này. Này có nhìn chưa, ui đây trông ít hết quả dưa hấu nhỏ luôn, có nhìn ít hết quả dưa luôn, ăn quả này ngon rồi, nó nhạt thôi, nó lắm này không nhìn đến cái loại này đấy anh em ạ. Nắm nắm quả xài chi chít lên. Bây giờ em với các bác đi sâu bên trong kia bác nhá. Đi sâu vào cái chỗ ngày xưa mà em hay cầu ở bụi bạch đàn ấy. Mà bây giờ không đi đường này được các bạn. Đường này bây giờ nó rậm rạp đi chỉ sợ rắn này. Bây giờ sẽ lên đường to không, bắt đầu đi xuống đi vào trong kia các bác nhá. Đây là đường xuống anh em ơi. Xuống dốc này. Dốc kinh khủng luôn đấy các bạn. Đi cẩn thận trơn là ngã vỡ mặt đấy. Đây đi không cẩn thận là ngã. Đây người ta cũng làm mấy cái bật xuống. Đây là chỗ huyền thoại ngày xưa các bạn. Dạo này chắc là cũng không có người vào đây câu rồi. Ngoài kia kiểu như là đường lối không đi cái ít người xuống đây. Nhưng mà bãi vẫn tuyệt vời lắm. Bãi này vẫn đẹp lắm các bạn. Đấy cá nó vừa đớp này. Wow. Chỗ này cầu vẫn là chỗ lý tưởng anh em ơi. Ở đây cái nó râm cả ngày luôn. Tuyệt đấy. Đấy các bác nhìn này. Trên đây nó toàn cây cối thôi, nó râm cả ngày luôn đấy. Cây ổi nó còn quá không nhỉ. Ổi tầm này chắc là không phải mua hết quả này. Cây này cũng nhiều bác này đem chặt là lấy cái chống cần, hình ra nó cũng trụi mất cái đoạn này không. Ngày trước là nó rậm lắm, cái đợt đầu tiên em đến đây thì cây này nó cực kỳ rậm rạp luôn, nhiều bác nó phạt nằm chống cần này, giờ nó cũng thưa đi nhiều. Này hoa lục bình đẹp chưa anh em này. Đấy. Ở những cái ổ bèo như này thì anh em đánh lục rất là sướng các bác nhé. Các bác đào lỗ xong bắt đầu cứ thả mồi xuống, hôm nay khả năng cá chưa ăn nhưng ngày mai này các bác đi thả và cứ câu thì nó cũng sẽ lại vào, kiểu như mình cứ nuôi ổ đấy, cứ cho ăn mãi một chỗ kiểu gì nó cũng sẽ vào. Nên câu rất là sướng anh em ạ. Sẽ đánh lục ổ đấy, phê vậy đấy. Đây, cảnh đẹp quá. Nhưng thôi bây giờ khả năng vẫn phải đi về vị trí vừa lấy để trông coi đồ anh em nhé. Không chẳng may ông nào xuống gỡ mất thì chết đấy. Thế thôi. Rậm rạp lắm, lâu lắm mình không xuống đây anh em ạ. Trong đây nó rất là hoang sơ. Đây, ngày trước thì toàn đi núi này thôi.
Ngày trước đi chỗ này đi một dọc kia thì rất nhiều anh em phi xe từ kia ra đây để vào lấy câu, nhưng đợt này thì kiểu như là nó rậm rạp quá, nó chắn ngoài kia là không đi được nữa, nên là ít người vào đây hẳn, ít người vào đây nó mới rậm rạp đến mức độ như này thôi anh em ạ. Thì phao anh em ơi. Ủa anh em mình tăm mát chưa? Đây rồi, đóng rồi anh em ơi. Hàng rồi. Ui, hàng rồi anh em ơi. Ui, con gì vậy? Rô anh em ơi. Trời ơi. Rô phi to. Rô phi to. Ui trời ơi. Rô phi cụ anh em ơi. Mày. Wow. Trời ơi, con to, rô phi to chưa anh em ơi. Đóng mỗi tí. Cậu bộ mày lấy đây. Còn dãy làm cái gì? Chứ đồ móc lại móc vào cũng bèo rồi. Rồi lấy cái phần đã. Lấy cái phần. Mày. Đâu em ơi. Trời, đồ phi xịn các bác ơi. Đấy. Chết dãy. Đồ phi xịn chưa? Ôi, rô phi xịn anh em ơi, con này bự, mày bự luôn các bác ạ. Đã màn. Cho luôn đây nữa anh em nhé. Hàng đây chứ hàng đâu. Này anh em đóng thế này các bác bảo phê không? Ấy chỉ có lục nó mới đóng được như này các bác, đóng bụng thì đuôi. Ấy trời. Móng rồng này đóng chắc lắm các bạn ạ. Kể cả đóng bọc bèo cũng không sợ mất. Đấy, đánh trong bèo phải chơi loại móng rồng các bạn. Đừng chơi cái loại xoài này. Xoài nó trùng dây nó bong ngay. Phê. Đấy, phê quá anh em. Này các bạn này, các bạn đóng phải chơi loại móng rồng này đóng mới sướng. Không thể bong được. Anh em nhìn chưa? Hàng này mới là hàng nhỉ. Con này mỏng người nhỉ? Gầy. Chúng là cá này cá đói. Ôi đừng khéo. Còn tí nó lích vào trần. Cho ngay vào túi các bác nhé. Ui phê chưa anh em ơi, đúng kiểu này đánh lục nó sướng đời chưa các bác này. Ui trời. Mục quá. Tỏ quá anh em ạ. Dậy ác thế. Phạt phạt luôn. Lấy các bác cầu đồ phi vào như thế này mới sướng. Chỉ đánh lục nó có nổ được như thế này thôi. Nào. Ok.